Power. Bán nào mà. Tao quý ngày 4 tháng 9 chưa cô? Mi VIP nhiêu vậy? Vi thường tao 46. Còn VIP. Còn có VIP hả? 600 là nhiêu ạ? VIP 600 à? Thường còn ở giữa không hay là trước không? Còn giữa xin. Đây nha. Chờ nó chạy vô dắt xe. Mình đang ngồi đợi ở trong bên xe cấp 4 nè. Đợi ở ngoài kia nửa tiếng rồi, giờ vô đây đợi tiếp nữa chắc tới 6 giờ mới chạy đó. Để quay cho các bạn phía trước xem nha. Đây, giờ đang ngồi bên xe cấp 4 nè, đang đợi rất là nhiều xe nè. Chứ không phải là đi được liền đâu nha. Đó, xe bây giờ đang tập kết ở trong bến này, là bến ở thành phố Tuy Hòa nha. Còn mình là đang ở tỉnh, ở mình đang ở quê nên là phải trung chuyển vào trong đây và ngồi chờ. Đến khi nào xuất bến thì mới được đi. Hiện tại là mình đã lên xe rồi nha. Bây giờ thì xe vẫn khách vẫn chưa lên hết. Hiện tại thì chỉ có vài người thôi. Thì xe đang chờ đủ hành khách rồi mới chạy. Mình thì mình lên trước để mình nằm chơi thôi. Mình đang nằm giường thứ hai nha các bạn. Đây khung cảnh trên xe đây. Đó. Mình nằm giường gần đầu luôn. Đây, đây là những chiếc xe khác đang đợi nha, đang đợi khách nè. Bến Cúc Tư Phú Yên. Hiện tại là mình đã tới bến xe miền Đông rồi nha các bạn. Bây giờ là 4:15 thì 4:15 thì mình tới đây mình sẽ tắm rửa và đi vệ sinh ở trong bến xe này. Tầm khoảng 6 giờ đến 7 giờ mình sẽ xuất phát đi đến Gear VN nha để mà mua máy tính nha. Chứ hiện tại là vẫn cửa hàng vẫn chưa có mở nên mình phải bắt buộc là mình phải ở lại đây. Ngồi ở trong bến xe này. Đây, bến xe lúc này nè. Bây giờ trống trải ngồi mình thôi. Đó, rồi mua xong là bắt đầu sẽ lên xe và quay về luôn. Này mình có nhà tắm rộng không em? Đây là đây đúng không? Sao nó không mở đây? Đây, quay cho mấy ông coi toilet này. Thấy không? Bây giờ tôi tắm trong đây. Xong rồi đi. Ok nha. Tôi 64 rồi, có 4 nó ở trước mặt. Hiện tại nó đang đậu trước mặt kìa. Nhưng mà đã tới hỏi thử sao. Dạ bác Tài ơi, cho hỏi xe có đi qua bên Hoàng Hòa Thám Tân Bình không? Dạ là cái đường đó dài không ta? Vậy cái đường đó là đi xe số mấy ta? Dạ dạ dạ, cảm ơn Hoàng Hòa Thám. Hoàng Hòa Thám Tân Bình thì Tân Bình. Tân Bình đi đâu xe nào? Đi xe sơm, đi xe thôi. Có mà có đi chuyện chứ đâu xe nào thẳng vừa tám xe nữa không, tám chỗ nào là ngay chợ không hay là bên cầu vượt, ngay cầu vượt à? Ngay cầu vượt tám. Ở đây mẫu là đi có xe hai đi sớm nữa chứ đâu xe nào thẳng gì đó cho em đâu. Mình lên xe sau 4 luôn nha các bạn. Xe có đi Cộng Hòa đúng không? Cộng Hòa không có đi nhưng mà ra ngoài kia có xe đi. Dạ ra ngoài nào ta? Ra ngoài Phan Lưu á. Dạ dạ. Mấy vé? Một vé. Chạm thế. Phan Đăng Lưu. Đây 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 bác Tài ơi. Dạ dạ dạ. Có đồ gì trên này không lấy đi. Không có gì hết. Vô ngồi. Con xe 104 nha các bạn. Chú ơi cho hỏi đón xe đi Cộng Hòa Tân Bình hả? Chú không biết hả? Dạ xe đi Cộng Hòa khoảng không biết ở đâu. Xe có đi qua Hòa Thám không? Ok thì hiện tại là mình đã xuống được Cộng Hòa rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi bộ là bộ đến đường Hòa Thám rồi bắt đầu mình đi vào đó luôn. Nhưng mà hiện tại chắc nó chưa mở cửa đâu nên phải kiếm cái quán nào vào ngồi uống cà phê đồ tí hả?
Ok nha. Cảm ơn anh nhé. Dạ, cảm ơn. Ok, thì hiện tại là đang buồn mì rồi các bạn. Giờ kiếm cái siêu thị mini và đã ngồi uống nước ha. Làm anh ly bạc xỉu. Bao nhiêu em? 15. Đây em có bạn ngồi không? Rồi, cảm ơn em. Bạc xỉu em. Ok. Ok, thì hiện tại là 6 rưỡi nha các bạn. Thì mình vào trong cái siêu thị này để mình mua đồ ăn với lại cà phê nè. Thì tầm khoảng 8 giờ. 8 giờ cửa hàng nó mới mở thì mình mới lên đó được. Chứ bây giờ thì nó còn quá sớm đi, nên ngồi đây chơi luôn. Trong đây là nó bán có đủ, bán đủ thứ nha. Đây xem đây, đầy đủ hết. Rất là đầy đủ nha. Ok, thôi bây giờ ăn cái đã, rồi tính tiếp nha. Muốn thì vào đây ngủ luôn cũng được nha. Để cà phê 15 ngàn. Cày quá. Đối diện bên kia là một cái family mart nha. Family mart rồi hả? Có bàn ghế đầy đủ không? Ok, thì hiện tại là mình đã đến GVN rồi nha các bạn. Bây giờ là mình đang chuẩn bị vô nè, nó ở phía trước mình nè, để mình quay cho các bạn coi nha. Đó, đằng kia kìa, thấy không? Bây giờ mình sẽ vô nha. Em mua con Dell G15 á. Mình còn hàng không ta? Dell G15, mình có bản tốc hình nào? i7 á, đúng rồi, đây, mạng đây nè. 16GB RAM là kèm 3060. Kiểm tra nha. Con này thì ngoài ở đây luôn sẽ hả? Giống y chang như nổ này ha. Dạ. Cái này là mình bảo hành bao lâu anh? Máy này em sẽ bảo hành 9 tháng cho mình là 1 năm nha. 7 ngày đầu GVN sẽ bảo hành cho anh là 1-1. Với điều kiện là máy bị lỗi nhà sản xuất nha. Còn cái này là anh mua một cái con chuột là được giá 100 đúng không? Dạ, con chuột không dây này nè. Đây là chuột không cộng thôi ha. Chuột này giá gốc là 165 ngàn á. Anh mua chung với máy thì giảm 65 ngàn là còn 100. Dạ. Có còn giảm thêm gì nữa không? Ngoài ra thì anh nếu mà anh mua con G102 hoặc là con Asus Top thì em sẽ giảm 100 ngàn. Nếu mà bây giờ nâng RAM luôn là có được bảo hành không hay là... RAM hiện tại của nó đang là 2 thanh 8GB là tổng cộng 16GB á. Anh muốn nâng như thế nào? Anh muốn nâng lên 32GB luôn. 32 thì nó hơi tốn nha. Anh phải mua 2 cây 16 lắp vô. Thì một cây 16 nó phải tầm 1,7 triệu. 2 cây là khoảng 3,4 triệu. Chứ bên mình không có thu lại hả? Dạ, bên đây không có thu lại phần RAM đó. Con Dell này nó có một cái nhược điểm là nó sẽ hơi nặng nha. Chỉ 8. Giống con này luôn không? Dạ, nó giống như trên con này luôn á. Thì chút nữa anh lấy em sẽ lấy cái máy mới đi. Máy đó là mới hoàn toàn luôn hả? Đúng như rồi, siêu luôn. Máy phù hợp. Là bây giờ là 12 triệu... 20. Bên mình có quẹt thẻ không? Dạ có. Chỗ mình còn đó đây, lấy con chuột luôn. Chuột, anh thấy chuột. Con chuột không dây này hay là con chuột logistics? Con chuột không dây với 100 ngàn á. Ok, anh xin số điện thoại em luôn, thông tin bảo hành cho anh. 033 6550. Tên gì hả? Nguyễn Văn Tài. Mình thanh toán quẹt thẻ sao? Thẻ. Mình có xuất hóa đơn công ty gì không? Không, nếu mà xuất hóa đơn thì cho anh cái hóa đơn hóa đơn bình thường thôi. Đúng rồi. Phải xuống quầy thu ngân đọc số điện thoại lấy với em được máy. Rồi rồi. Cho anh thanh toán cái Dell G15 033. Mà pin trên cái thẻ anh. Rồi. Bây giờ vô đây đúng không? Vâng. Quay đây để bắt chuột anh nhé. Quay đây. Cái này là xong anh giữ không em? Dạ, cái hóa đơn đó chị. Chút kỹ thuật sẽ test cho anh đó. Dạ. Win 11 bản quyền không? Với okay. Lại cái office bản quyền đó. Cho anh quay lại cái video cái nha. Em khui giùm anh luôn. Kiểm tra giúp em cái ngoại hình máy nha. Cái này là còn nguyên siêu luôn đúng không em? Dạ đúng rồi. 7 ngày đầu anh giữ vô hết giúp em hộp với lại túi giấy luôn. Rồi. Lỗi bên em sẽ đổi cho em. Rồi được không em? Cứ cài vô đi rồi kiểm tra sau. Dạ. 7 ngày đầu anh giữ máy tránh bị chạy xuống giúp em. Rồi. Anh ở tỉnh lên nên chắc anh ngồi đây anh test luôn được không? Đấy là ngồi đây buổi trưa luôn á. Dạ được. Em có tủ lạnh, em có nước. Em mời. Giờ đây là để kỹ thuật cài đúng không? Yeah. Yeah. Chừng nào xong kêu anh nha. Mình xem máy đây cơ.
nha các bạn. Đó, máy đây là mình có thể test luôn, đứng test luôn, ABC tất cả các loại cấu hình. Đây là Win 11 nha. Ở đây có ghế test luôn nha các bạn. Còn đây là coi i3 nha. Anh cài cái máy đeo G15 đúng không anh? Anh phần mềm cái ổ đĩa C là 300GB nha. Còn lại đây. Tản dần nước nha. Ok, thì hiện tại là mình đã chốt được con laptop Dell G15 nha các bạn. Và đang chờ mấy anh kỹ thuật viên ảnh cài đặt xong rồi bắt đầu ngồi test rồi đi về luôn trong chiều nay nha. Vậy là cuối cùng cũng đã có máy để mà học tập và làm video rồi. Chuẩn bị làm lại video YouTube tiếp tục. Ok, hiện tại thì mấy ảnh đang cài cho mình nha. Đây là nơi mà trưng bày bàn phím nha các bạn, bàn phím cơ nha, tất cả bàn phím cơ. Mấy cái này thì tầm khoảng 700 đến mấy đến 1 triệu mấy á, một cái đủ loại. Rất đẹp nha. Mình cũng rất thích nhưng mà hiện tại không đủ tiền để mà mua. Mà phím cơ thì nó có đặc trưng là mình đánh nó sẽ kêu cạch 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 nha các bạn. Đó, gõ nó sẽ kêu cạch cạch nha. Và rất là nhẹ nhàng. Ở đây người ta mở nhạc quá không biết có dính bản quyền nữa. Nhìn mình có bằng không mấy bạn. Này là mấy cái máy test thử nè. Cái màn hình này dài kinh khủng luôn. Cái màn hình này dài nè. Dài kiểu này nhìn giống như xem phim nữa, nhưng mà nó hơi bóp lại nha. Thì khi mà mình mua con laptop này mình cũng đã phân vân lựa chọn giữa các hãng như là Lenovo hoặc là Dell. Nhưng mà mình thấy đánh giá thì Dell nó có niên hạn của nó, hồi giờ thì người ta tin tưởng rất là lâu rồi, nên mình mới chọn con Dell nha các bạn. Tại thì trên web người ta đánh giá là như con Legion 5 á, là nó ổn hơn con Dell này. Nhưng mà mình vẫn cứ chọn con Dell để về mình thử nghiệm xem như thế nào, tại vì cũng chưa sai nữa, cũng chưa biết, thì cách trải nghiệm thực tế mới biết được. Thường thì người ta sẽ build PC, với giá tiền đó thì người ta sẽ build PC, nhưng mà nếu mà PC thì nó khó khăn ở chỗ mà mình không mang đi được các bạn, tại vì PC là nó một cục to, khó hơn cái việc di chuyển nhưng mà nó mạnh, cấu hình thì rất là ổn, nên thôi cứ tắm lap trước đã, rồi PC mình build sau. Cái con đây là quầy ghế nha các bạn, phải có một cái phòng đúng tầm nó thì mình mới mua cái ghế này được, ổn không quan. Mấy ghế này rất xuống nha, có thể dựa ra được nha, có thể dựa ra xoay qua xoay lại ok hết. Đây nó phải có những cái bàn như thế này mới được nha. Đây ghế màu hồng luôn. Đó, đây thì những cái ghế này nó như này nè, này là tăng lên nè, ngã ra sau, đúng rồi, đó, có thể dựa ngủ rất là ok luôn. Nhưng mà để khi nào có cái phòng ok mới mua được cái ghế này nha, chứ cái phòng trọ mà để cái ghế này vô thì thôi thua luôn á, rất ổn định nha. Ok, thì đây là người ta gọi máy PC nha các bạn. PC này thì cùng với một giá tiền thì nó sẽ mạnh gấp đôi laptop nha. Nhưng mà mình vẫn lựa chọn laptop, bởi vì laptop nó có được cái tính cơ động, mình có thể di chuyển đi đây đó, còn PC này thì chỉ để tại chỗ thôi. Đó, các bạn thấy nó hoành tráng không? Thì đây là hai cái quạt tản nhiệt của nó nha. Còn đây là cái cạc màn hình nè. Thì cái này là những cái người mà đào Bitcoin thì người ta mua cái cạc màn hình này rất là mắc tiền. Tầm khoảng vài chục triệu đến cả trăm triệu các bạn. Chỉ cần có cạc màn hình là đào được nha. Đây cũng là một hệ thống tản nhiệt nè. Đây là RAM nha. Trên cái mainboard, cấu hình này là những cái cấu hình trưng bày của hãng người ta để tại cửa hàng. Và đây là mình nha, nếu đi review lại cái vlog mua máy tính. Khô máu luôn các bạn ơi, mua xong cái máy này là mình khô máu luôn rồi. Kinh khủng thiệt, cũng nhờ hai vị phụ huynh tài trợ chứ mình cũng đâu có tiền đâu. Có máy để về học tập với lại làm video. Tới đây thì từ sớm rồi, mình đi xe khách xe đò vào đây, từ Phú Yên vào đây. Tầm khoảng 4-5 giờ thì tới rồi, nhưng mà mình ngồi uống cà phê, đợi tới 8 rưỡi mới vô, chứ sợ vô sớm quá là người ta sẽ kiểu như chưa mới hàng mà mình vô mà mình này nọ rồi mới công lắm. Thì thanh toán hoàn toàn bằng thẻ nha, chứ mình không có đem cái đồng tiền mặt nào hết á. Thanh toán hoàn toàn bằng thẻ thì quẹt cái là bay hết. Đó, thì cái cửa hàng này cũng uy tín, cửa hàng này là GVN Việt Nam nha. Trong thành phố Hồ Chí Minh này có 3-4 cái chi nhánh lần, nhưng mà mình lựa chọn cái chi nhánh Tân Bình tại vì chi nhánh này nó lớn và nó cũng đầy đủ hàng hơn. Sợ qua mấy cái chi nhánh kia nó không có đủ hàng rồi mới công chạy qua chạy lại các bạn. Thì sau khi mua xong cài đặt đồ xong hết á thì mình ngồi lại đây mình test, mình chơi tầm khoảng chiều rồi mình đặt vé xe xong mình về luôn. Chắc sang năm mới quay trở lại thành phố này để mà làm việc. Bây giờ nó cũng đã lỡ cỡ rồi bạn, tu luyện lại cái kỹ năng rồi mai mốt vào đây làm luôn. Ok, mình nhận máy rồi nha các bạn. Máy đây nha. Anh cái này mình lăn chuột á, kiểu như mình lăn chuột là kiểu sao anh? Dạ, muốn kéo trên đặt hai ngón. Đây là chuột xuống này xuống kia trên nha. Còn muốn dùng trái á thì một chạm. Yeah. Phải hai chạm. Cái này nguyên bản nguyên một phải không anh? Dạ đúng rồi, nguyên này. Còn cái office chân em gì muốn kích hoạt làm sao anh? Dạ sau 7 ngày thì máy hoạt động ok hết rồi anh, chỉ cần đăng nhập tài khoản của mình vô có sẵn cho máy. Đăng nhập tài khoản của anh hả? Đúng rồi, tài khoản cá nhân của mình á, tại vì bản quyền của anh mà. Ủa sao đã biết của anh được ta? Ấy là cái tài khoản đó là tài khoản Microsoft Office.
thì cái tài khoản đó nếu như anh muốn thì cứ lên trên chỗ cái chấm cơm anh đăng nhập thử, nếu như anh chưa có thì có thể đăng ký bằng Gmail. À, đăng ký cái tài khoản đó bằng Gmail của anh rồi cứ đăng ký đăng nhập vô là được hả? Nó chỉ tính được cái lần đầu tiên khi anh đăng nhập vô thôi nha, tại vì bạn quyền chỉ nhận được một tài khoản. Này em muốn test cam là em bật cái nào lên vậy anh? Anh vô star anh chọn tìm kiếm chữ camera. Camera. Anh chỉ giùm em cái gì nha, em để em đăng ký cái office đó là về nhà. Thì bán dụng này hả? Một vô một trong ba dụng nào cũng được. Dạ. Nè, nó kêu mình có một cái thiết bị mới nè. Home Student 2021, anh vừa sign in vô thôi. Sign in thành công vô là nó tự động kích hoạt luôn. Sign in là đăng ký hay là đăng nhập? Đăng nhập. Mà nếu chưa có thì create account nè. Là em lấy Gmail em đăng ký là được luôn. Nó biết cái máy này là bảo quyền. Có nghĩa là anh đăng ký xong anh phải đăng nhập lại. Có nghĩa đăng ký là đăng ký tài khoản Microsoft Office. Đúng rồi. Anh đăng ký xong rồi thì anh đăng nhập vô thì nó mới liên kết cái tài khoản của anh lên cái server của Microsoft được. Là nó tự biết cái máy này là có bản quyền này, nó tự đăng nhập cho luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là hiện tại nó đang báo là có bản quyền nè, nhưng mà anh chưa có xài, anh chưa có bản quyền tại vì chưa có đăng nhập. Thì nó chưa có kích hoạt. Ok ok. Bản quyền này chỉ một lần sử dụng này thôi nha, một lần active này thôi. Là khi mà anh cài lại là mất. Dạ, mất. Dạ đúng rồi. Mà anh ở tỉnh bây giờ nếu mà lỡ nó trục trặc gì mình có phải chạy vô đây hay là gửi máy lâu được không? Gửi máy lên cũng được á. Gửi máy lên tụi em hỗ trợ giao hàng xuống lại cũng được. Bây giờ anh về tỉnh luôn hả? Chiều về. Giờ ngồi đây chơi được đúng không? Dạ được á. Dạ chứ mà đóng hộp cho anh sẵn, anh cầm máy qua anh xài thôi. À. Anh lấy cái con chuột với lại ba lô với lại túi chống sốc. Anh lấy chưa? Chưa lấy luôn. Ok, giờ anh kỹ thuật viên sẽ dán tem cho mình hả? Dạ. Không có anh quay video. Quay luôn à, máy này sẽ được bảo hành trong 7 ngày nha các bạn. Đổi mới 7 ngày. Ngày làm mấy cái máy anh? Ngày cài bao nhiêu cái máy? Một ngày hả? À. 20-30 cái. Ghê vậy? Máy này em chia ra là một mình là 20-30 cái luôn. Dạ, chia ca nhau làm. Giấy tờ ở đây là đầy đủ hết rồi hả? Dạ, chút xíu sẽ gửi lại một xíu. Chỉ đóng cái thùng không là được rồi. Dạ, này anh chờ một xíu nha anh. Rồi, ok. Ok, hiện tại là mình đã xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ nhận cái ba lô và túi chăm sóc. Chuột ngồi đây test máy luôn. Để máy. Rồi cảm ơn nha. Anh qua nó lấy em đưa máy. Rồi. Cảm ơn. Ok, ngồi cài máy hồi sáng giờ đói bụng quá, mua cơm nhẹ luôn các bạn, đặt Grab nè. Đây là cơm trưa, ăn xong là chiều lên xe luôn. Cơm 50.000 các bạn. Sườn với lại trứng. Rồi, mời các bạn cơm nha. Khổ vậy á. Cơm cài xong tới chiều luôn là vừa lên xe luôn. Hiện tại là đang 1 giờ nhưng mà vẫn quán vẫn đông nha các bạn. Lúc này cũng có người mua hết á. Hôm nay chắc bán tầm vài chục cái laptop bình thường. Để tiếp tục nha bạn. Ăn xong là có nước luôn, nước của UVN luôn. Nước đây miễn phí nha, cứ quay thoải mái trong tủ lạnh đó. Làm xíu tầm 4 giờ chiều lên xe, 4 giờ 4 rưỡi lên xe. Ok vậy nha, mình sẽ cập nhật tình hình sau. Alo, đúng rồi anh tới chưa? Rồi, ok anh. Bến xe Miền Đông không anh? Anh để cái đây trước cho em được không? Dạ đúng rồi. Em làm bên xây dựng á. Mà trước má nghỉ xây dựng luôn. Nghỉ chạy nguyên ngày luôn. Kiểu đó là hồi đó má kiểu ham tiền. Cứ nghĩ là mình chạy xong nó nhiều tiền rồi mình làm gì đó, mình làm quán hay gì á. Cho đâu có theo nghề. Nó bóp lần lần á, mình làm gì đó mình chạy thêm mà được. Em có nghe kênh YouTube bữa nào lên coi. Đó. Chia sẻ chạy food cũng nhiều lắm. Nguyễn Văn Tài Grab Food. Anh để em qua đây được rồi. Gửi cà phê đây. Thôi cầm đi. Rồi vậy anh cảm ơn nha. Rồi, nón nè. Cảm ơn nha.
lấy cái vé xe à? 033 6550 10.000 hả? Có luôn. Đây anh. À, con tới bến nha má. Ờ, chắc là lên xe điểm gì nha con. Dạ dạ dạ. Đang ngồi chờ 6 giờ mới lên rồi. Ok, thì hiện tại mình đang ngồi ở bến xe miền Đông nha các bạn. Đây, bây giờ đang đi về nè. Đó, mình đi tại 1 nha. Mọi người ở đây cũng đang chờ nè ha. Đây, giờ ngồi chờ thôi, 6 giờ mới chạy. 6 giờ mới bắt đầu chạy nha các bạn. Đồ đạc nó lung tung ở đây. Thấy chưa, đồ đạc nóng đây luôn. Ok nha. Hiện tại là đang 4:30 nha các bạn, nhưng mà đang đưa về thành phố Tuy Hòa, đang ở bến xe thành phố Tuy Hòa, bây giờ phải chờ xe trung chuyển nó mới chuyển về Trí Thạnh được, chắc còn tầm nửa tiếng nữa mới được đi á. Để quay cho các bạn coi, giờ đang ngồi ở cái trạm này, nói giờ khách từ Sài Gòn sẽ về tập trung ở đây, rồi từ đây sẽ trung chuyển về tất cả các huyện ở trong tỉnh Phú Yên, đuối luôn các bạn. Nói chung mà hoàn thành công chuyện là cũng mừng rồi, hoàn thành công chuyện là cũng mừng, cái để làm, lâu nay cái máy nó yếu á. Máy nó yếu làm không được gì hết, coi như có máy nó cũng như không các bạn. Dạ. Đi trung chuyển Chí Thạnh. Đây thì chưa có Grab, có Grab nhưng mà chưa có chạy, thấy ai chạy hết. Ví dụ xe ôm bến này thì cách nhà mình 30 cây, bến kia sẽ cách 4-50 cây. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Thì mình đã đem cái máy tính mình vừa mua ở thành phố về nhà rồi đây. Mình đã về tới nhà rồi. Kết quả là thành công mỹ mãn nha các bạn. Là đầu tiên là mình xin cảm ơn ba má mình đã tài trợ cho mình cái máy tính này để mình có điều kiện để mà mình học tập và làm những cái công việc tiếp theo trong tương lai của mình. Bởi vì cái máy cũ nó đã quá yếu rồi nên đành phải bấm bụng mà kiếm tiền để mà mua cái máy này cho mình. Thì đây là cái video hành trình đi mua máy tính của mình. Cái video tiếp theo là sẽ là cái phần mà mình sẽ test cái máy này nó mạnh hay yếu, nó sử dụng những cái cấu hình như vậy nó đã phù hợp với những cái chương trình đồ họa nào, ví dụ như làm video, ví dụ như là làm những cái phần mềm trong xây dựng thì nó có hoạt động tốt hay không. Cho những bạn nào mà đang đắn đo để mua laptop để mà đi học hoặc là đi làm á mà chưa biết chọn loại máy nào thì có thể tham khảo cái video đó nha. Thì sau đó khi nào mình làm xong mình sẽ thông báo sau. Các bạn cũng đừng có hỏi tại sao mình lại mặc bộ đồ này nha, tại vì mình thích bộ đồ này thôi. Nó có đủ màu nè, chỉ có một bộ đồ này thôi. Vậy đó, mình mất hết 2 ngày, 1 ngày, 2 đêm vật vờ trên xe và đến cửa hàng để mà lựa chọn cái máy mà mua. Nói chung là cũng rất là mệt các bạn. Nhưng mà mọi chuyện nó thành công mỹ mãn như vậy là mình cũng rất là vui rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn ba má và tất cả những khán giả đang xem. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Bye bye.